Rồi thắng luôn. Rồi. Tấm xin bò cuối cùng cả nhà. 3 tấm là lọt qua rồi. Rất là vất vả luôn cả nhà. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại thì Tiến đang ở trên khu vực rừng núi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Phía trước màn ảnh nhỏ cả nhà cũng thấy rất là đông người luôn. Hôm nay á, là Tiến có hỗ trợ một cái ngôi nhà cho 2 ông cụ bà sống trong cái hang đá cả nhà mình. Những tập video mà Tiến đăng lên 2 vợ chồng ông cụ bà á, thì được sự yêu thương của Mạnh Thường Quân. Nên tới hôm nay á, 2 ông cụ bà mới có được một cái căn nhà tình thương như thế này. Thì từ ở dưới đây đi lên cái đoạn đường mà trên cái hang đá nó rất là xa xôi luôn cả nhà mình. Nên cả nhà cũng thấy trước màn ảnh nhỏ đó rất là đông người. Ở đây Tiến có thuê là 15 người nha cả nhà mình nha. Các anh các chú người đồng bào sẽ mang vác những cái vật tư đi lên trên cái hang đá đó. Thì từ đây mà đi lên trên đó Tiến độ khoảng tầm là 2 cây số đi bộ cả nhà mình. Nên rất là xa xôi luôn. Sắt thép là các vật tư để trên xe hết luôn cả nhà. Bây giờ là chụm nhau lại rất là đông người để vận chuyển lên thôi cả nhà. Khi cả nhà xem được cái video của Tiến á, Tiến rất là mong cả nhà hãy theo dõi trong cái cuộc hành trình mà Tiến đi giúp đỡ cho bà con nghèo nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Ở đây Tiến có mua một cái bồn chứa luôn, tại vì mình đem lên ngày hôm nay để vận chuyển cái vật tư lên trên núi á cả nhà. Rồi ngày mai các anh thợ, các anh mới đi lên sâu để lắp ráp. Cái đoạn đường nó rất là xa, vận chuyển lên mất nhiều thời gian lắm cả nhà. Vận chuyển từ đây cho lên đó là cũng mất một ngày rồi. Nên ngày mai các anh thợ sáng sớm là phải tranh thủ chạy lên trên đó lại tiếp một lần nữa để vận chuyển thêm một ít đồ nữa cả nhà. Rồi lên đó lắp ráp luôn. Rất là đông người. Cả nhà khi xem được video của Tiến á, thì cả nhà đừng quên cho Tiến một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video rộng rãi. Và cũng đừng quên xem hết cái quảng cáo để ủng hộ Tiến, để Tiến có thêm kinh phí đi lên núi giúp đỡ các bà con nghèo nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Được sự ủng hộ của cả nhà, thời gian qua tới nay đã hơn 5 tháng rồi thì lượng người đăng ký trên kênh của Tiến cũng vượt cái mốc là 10.000 người đăng ký rồi. Tiến cảm ơn cả nhà vì đã đồng hành cùng Tiến trong suốt thời gian qua để đi giúp đỡ cho những người nghèo. Ủng hộ tinh thần cho Tiến rất là nhiều. Xin chúc cho tất cả mọi người xem trên kênh của Tiến có thật là nhiều sức khỏe, gia đình luôn bình an vui vẻ. Trời ơi. Rồi Tiến đi xa ra một xíu. Các anh các chú bỏ sắt rất là ồn luôn cả nhà mình. Cứ dừng chân tay nha. Tồn bén lắm cả nhà mình nên mình phải cẩn thận. Mấy ảnh không biết á, mấy ảnh để cái tồn nó ầm ầm vậy cả nhà, cái đó mà sắn vô cái chân một cái là xong luôn á. Để ở đây trước cả nhà mình, để những cái vật tư xuống trước rồi mới bắt đầu tập trung phụ nhau mang vác đi lên đó thôi. Tại vì Tiến giúp đỡ là Tiến tới những cái hoàn cảnh mà rất ít ai tới hoặc là không có người tới luôn cả nhà mình để Tiến giúp đỡ. Tại vì các bà con nghèo á, họ ở gần á thì mình dễ biết lắm, còn những người ở xa xôi á họ rất là thiệt thòi. Nên Tiến luôn tìm những cái nơi mà chưa có ai đặt chân tới để giúp đỡ. Mặc dù họ ở rất là xa xôi nhưng mà vì cái công việc này và cái tâm của mình á nên mình chịu khó thôi cả nhà mình. Chứ tuy nó vất vả nhưng mà mình không có nản đâu cả nhà. Ôi nặng lắm, đỡ 2 người, trời ơi, 2 bó mà. Trời ơi, tưởng nhẹ cả nhà mình. Cái bó tô này xíu nữa mình bung ra nha cả nhà mình nha. Đúng rồi, cái này gỡ dây ra rồi lên chứ đừng bó vậy lên đó xỉu luôn á. Ơ, bó này mà 4 người khiêng nặng lắm. Nặng nhất là bó tôn với lại sinh bo, 4 miếng sinh bo cả nhà mình, cả nhà thấy đó, nó rất là dày luôn. Máy phát điện nữa nè. Máy phát điện xíu mình xỏ cây vô mình rinh đi. Dạ lột chứ. Xỏ xà gồ vô lột chứ. Đó cả nhà mình. Đây nè, Tiến tới Tiến ghi hình cho cả nhà xem nè, cái độ dày của cái miếng sinh bo. Đây nè. Đó cả nhà thấy không? Nó rất là dày. Nhẹ gì, ở dưới đây mình thấy nhẹ cho lần núi là ná thở luôn á. Chưa có thấy núi đó. Chưa có lên tới nên chưa biết nói nhẹ cả nhà mình. Cô Trường dập tay dập chân nha, an toàn là trên hết. Chắc miếng sinh bo này mình vẫn đứng mình đi thôi cả nhà mình, tại vì ở trên đường núi nó rất là hẹp luôn. Ở đây thì đường rộng cả nhà mình, chứ lên trên kia là mình vẫn đứng mình đi thôi, là một miếng đó là chỉ đi được 3 người thôi cả nhà. Cái cuộc hành trình dựng lên cái căn nhà mơ ước cho ông cụ bà sống trong hang đá, cuộc hành trình này rất là gian nan vất vả nhưng mà không chùn bước nha cả nhà mình nha. Rồi còn chiếc xe tải kìa, rên lên luôn. 4 miếng sinh bò rên lên rồi. Tiếp tục thôi cả nhà mình. Nãy giờ Tiến mới mua nước cho các anh các chú uống rồi để cho mình hồi phục sức. Rinh lên cả nhà mình. Ủa sao đi lạc hướng hết vậy? Các anh đi bên kia rồi cả nhà. Các anh kiếm đường nào trống trống để dễ đi. Đường càng trống thì mình đi càng khỏe nha cả nhà. Tại vì đường trống mình rinh 4 người như thế này, chứ đường hẹp là mình rinh từ 2 cho tới 3 người thôi, mất rất là nhiều sức. Hiện tại bây giờ là đã gần 9 giờ sáng rồi cả nhà. Sáng sớm là Tiến phải chạy vào thành phố để chở các vật tư, rồi từ thành phố á, đi ra khu vực rừng núi này nữa, nên nó mất rất là nhiều thời gian. Mặc dù buổi sáng mình có chân nha, trời ơi, ép mặc dù mình dậy rất là sớm cả nhà mình, nhưng mà vẫn không đủ thời gian. Nên cái căn nhà này mình làm là 2 ngày lận, 1 ngày là vận chuyển, còn 1 ngày là mấy anh thợ đi lên lắp ráp. Nhường đường nha, coi chừng tung lộn nha. Wow, đi rất là đông luôn cả nhà mình. Khi nào mệt thì nghỉ nha. Ở đây lại thôi, chứ lên trên kia là chắc phải rinh 2 người 1 miếng à. Ở trên đó đường nó hẹp lắm. Wow, đi cẩn thận á. Rồi tới phút này hơi khó rồi cả nhà. Wow. Ui chà. Núi bụi không cả nhà mình. Rồi đừng có ép nha, người bên cây người bên đá, đừng có ép. Đừng gấp đá chú. Họ là người đồng bào, họ đi trên núi quen á. Mà họ lên đây họ chịu không nổi đó cả nhà. Đang dựng đứng cái miếng symbol lên cả nhà mình. Chú qua đây chú đỡ này, chứ anh dỡ lên mà chú dỡ lên vậy là nặng lắm. Rồi thẳng luôn. Rồi tấm symbol cuối cùng cả nhà, 3 tấm là lọt qua rồi. Rất là vất vả luôn cả nhà. Cẩn thận. Giờ tiếng trèo xuống cái cục đá này lại cả nhà. Wow, tiếng cũng mang lên nữa cả nhà mình. Ở phía trên này là còn một đôi vợ chồng trẻ sống trong hang đá nữa. Rồi tới đây nghỉ thôi cả nhà mình, các anh các chú đi hết nổi rồi. Ủa đi tắm rồi hả? Dữ vậy ta. Còn 3 miếng cả nhà. Mấy anh mấy chú này là lên tới đây đuối rồi cả nhà mình. Còn trên kia là mấy người thanh niên á, nãy là Tiến tưởng là giác không nổi mà ngờ là Rinh giống như gắn tên lửa vô vậy cả nhà mình. Lên trên đây là dốc núi treo leo cả nhà. Trời ơi, bắt đầu lên những cái cung đường khó nhất ở trên cái vùng núi này rồi cả nhà mình. Cả nhà cũng thấy trước mặt anh nhỏ đó, thì những cái hình ảnh này rất là cực khi mà vận chuyển các vật tư lên núi để dựng nhà cho bà con nghèo luôn. Nên mình cực một ngày nhưng mà người ta có thể người ta sướng có khi tới cả đời cả nhà. Nên Tiến không có ngại gian nan, không vì sợ những cái ngày cực nhọc như thế này mà để cho họ sống trong hang đá cả nhà mình. Cẩn thận nha, có chừng tí rớt dép mà dây leo nó quấn tùm lum hết cả nhà mình. Rồi cẩn thận nhanh nha, đây để em đỡ cho. Rồi được chưa? Rồi bắt đầu lên giật dốc không đó. Ui, rồi để em lượm cho. Ui cha. Cẩn thận cái đầu nó đập vô cái cây nha. Hộp xuống anh, hộp xuống. Ui. Quá kinh khủng cả nhà mình. Rồi đây em tựa nó anh cho. Đó. Hip hop này vào đây. Yêu em không bao giờ sai. Trời ơi. Những cái cây trên kia nó quấn cái đầu cô các anh các chú cả nha. Mấy thanh niên trẻ này cả nhà mình. Giờ quát một hơi lên đây là ngồi trên đây cả nhà. Còn các anh các chú là ba miếng là vẫn rinh lên. Trời ơi. Đó, qua những cái cây như thế cả nhà mình. Đoạn đường nó xa xôi thì cả nhà xem được video của Tiến, cả nhà cũng đừng nản lòng. Hãy xem hết cái cuộc hành trình mà hôm nay Tiến giúp đỡ các bà con nghèo nha cả nhà mình nha. Tiến rất mong khi mà cả nhà xem, cả nhà hãy để lại một bình luận để cổ vũ cho các anh các chú người đồng bào ở đây. Tuy họ khổ nhưng mà họ rất là nhiệt huyết cả nhà mình. Chuẩn bị tới hang đá của hai vợ chồng chị rồi cả nhà. Từ hang đá của hai vợ chồng chị đi lên nữa chắc cũng khoảng gần 100 mét nữa cả nhà, mới tới hang đá nhà hai ông cụ bà. Chuẩn bị lên một cái hốc đá giật dốc rất là hẹp cả nhà. Kìa các anh đang đi kìa cả nhà mình. Ở trong đó bụi rậm không à, nên các anh các chú ở đây là phải dừng lại một xíu để cho nó rộng rãi. Cái miếng sinh bò này nó cứng lắm cả nhà mình. Để Tiến ghi hình cái đoạn đường cho cả nhà cùng xem nha. Đó, cái đoạn đường nó rất là hẹp luôn. Rồi, cẩn thận nha, coi chừng tuột xuống đó. Wow, lúi bụi không à cả nhà. Chỗ cái đoạn đường này mưa nó mà xuống là nó chảy xuống đường này nên nó hình thành một cái con đường mòn. Trời ơi, cái đoạn đường nó khó khăn quá cả nhà mình ơi. Tại vì Tiến làm gì á, Tiến cũng đã nói rất là nhiều là Tiến ghi hình những cái đoạn đường hay là những cái hình ảnh chân thật và nó thực tế nhất tới cho cả nhà cùng xem, để cả nhà hiểu được cái công việc thiện nguyện mà Tiến đang hướng tới mà đang đi. Tiến đi bộ, đi cầm máy quay thôi nha cả nhà mình nha, cũng rất là mệt. Mà các anh rinh đồ như vậy nữa thì các anh mệt hơn Tiến là gấp 5 gấp 10 lần nữa cả nhà. Wow, nãy giờ thì di chuyển cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, chỉ có 4 tấm sinh bo thôi. Rinh 4 tấm này lên thì khỏe cả nhà. Xíu nữa mình xuống mình vét sắt vét tôn á, là những cái miếng đó nó rất là khỏe. Mới đầu mình có sức thì mình rinh cái nặng trước cả nhà mình. Cả nhà thấy không, đá to to cao cao không. Nghĩ chịu hết nổi rồi cả nhà mình. Leo trèo kiểu như 4 người là phải cân bằng được cái hướng đi cả nhà. Tập video này Tiến có sai sót gì thì Tiến rất mong cả nhà hãy xem và hiểu, đặc biệt là thông cảm cho Tiến nha, và góp ý cho Tiến để cho Tiến rút kinh nghiệm. Trước đó Tiến làm nhà cũng có rất nhiều cô chú anh chị liên hệ với Tiến á, là phải làm nhà như thế này, làm nhà như thế kia, thì Tiến cũng đã tiếp thu. Hôm nay là Tiến làm nhà là mình bổ sung thêm vài cái vấn đề nữa cho cái ngôi nhà nó sẽ hoàn thiện hơn cả nhà. Không nói được nhưng mà hiểu hả chú? Dạ. Em nghe anh nói gì không? Em hiểu anh nói gì không? Sợ hả chú? nó mất cỏ nó sợ. À, mất cỏ sợ hả? Chú hỏi mệt không? Nó đi rải giỏi lắm mà nó... À, đi rải giỏi lắm nhưng mà nói không được thôi. Nãy phải có tiền đi chữa trị là được. Phải có tiền đi chữa trị là sẽ được. Dạ. Đang có tiền. Dạ. Hồi nãy Tiến mới cho cậu nhóc một ít tiền nho nhỏ để đi ăn bánh. Cả nhà mình ở trên đây là kiếm được 50.000, cầm được được 50.000 chứ, Tiến nhầm. Cầm được 50.000 rất là mừng luôn đúng không chú? Dạ. Lúc nó về tới nhà nó rút tiền nó đưa cho mẹ nó nựng mẹ nó. À, lúc về tới nhà là đưa tiền rồi nựng mẹ. À, nựng mẹ. Dạ. Nó thì nếu mà chú nó gì anh nó cho thì nó lúc đầu thì nó không dám bỏ vô túi. Dạ. Nó chỉ cầm trên tay rồi về tới nhà đưa tiền thôi. Xong nó, nếu mà mình đi khỏi thì nó bỏ vô túi, nó về tới nhà nó đưa cho mẹ nó khè mẹ nó rút tiền đưa. Dạ. Hôm nay đi về mệt không chú? Cũng mệt. Muốn tắt thở luôn ấy chứ, cũng mệt cái gì. Thì mình quen rồi. Dạ, quen rồi nhưng mà vẫn mệt đó. Dạ. Thì như Tiến chưa thấy cái hoàn cảnh gia đình của chú á, nên vài bữa nữa chắc có lẽ Tiến sẽ ghé thăm cái hoàn cảnh của chú. Dạ. Về sau mà con có làm nhà làm cửa hay là kéo đường ống nước nữa thì con sẽ kêu chú đi để chú kiếm tiền nha. Chú năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm sinh 69. Năm sinh 69. Dạ. Dạo. Thì cũng lớn tuổi rồi cả nhà mình. Hàng ngày là chú làm cái gì? Đi, nếu mẹ đó đi đào rác Nam Thành đây nè. À, đào rác hả? Dạ. Đào rác xong đây là nó nếu mà đi rải thì dắt nó đi theo. Dạ. Đi chùa dắt nó đi theo. À, nó ăn uống cho nó. Dạ, là đi làm công quả, ngày nào mà không đi làm thì đi làm công quả. Dạ. Làm công quả thì khoảng một tháng là hơn tháng thì bà cho mì tôm. Dạ. Gạo thì giờ vậy. Rẫy của chú ở đâu? Rẫy đã biết mà. Dạ. Chú này biết, thấy nhìn xuống thấy sát chú gần suối. À, gần suối luôn. Dạ. Mà cũng xa, xách nước cũng đi cũng xa. Dạ. Vài hôm nữa con sẽ ghé nhà chú nha. Dạ. Cảm ơn. Tại vì khi mà làm nhà cả nhà mình, Tiến xin cô chú là hỗ trợ một ít tiền công. Tới rồi. Một ít tiền công để hỗ trợ cho các anh các chú người đồng bào này, tại vì họ cũng khổ cả nhà mình, nên Tiến xin tiền công cho các anh các chú để vận chuyển lên cả nhà. Rồi sau một thời gian chia sẻ cái hình ảnh của chú mà có đứa con không nói được cả nhà mình, thì Tiến cũng sơ Tiến hiểu rõ cái hoàn cảnh của chú rồi. Vài hôm nữa thì Tiến sẽ ghé cái hoàn cảnh của chú để Tiến chia sẻ và truyền tải tới cho cả nhà cùng xem cái hoàn cảnh đó nha. Bây giờ mình lại tiếp tục vào cái công việc chính là vận chuyển lên thôi cả nhà mình. Gần tới rồi, chỉ có 50 bước chân nữa thôi. 50 bước chân nữa là tới thôi cả nhà mình. Tại vì cái miếng sinh bo này nó dày cả nhà, nên khiêng á là ở giữa nó sẽ không có bị thủng nó gãy cả nhà mình. Chứ hàng mà không chất lượng á, mà mỏng nữa là mình rinh đi đường rừng núi như thế này là mình rinh vài bước thôi là nó gãy liền. Ô, một miếng đã đi lên tới nơi rồi cả nhà, còn 3 miếng là chưa lên tới. Dạ, con chào đại gia nha. Trời ơi, bữa nay có áo đẹp với ta, tôi yêu Việt Nam luôn. Dạ. Dạ. Ông vui không ông? Hả? Ông vui không? Vui. Dạ, vui hả? Mừng quá. Mừng quá. Hồi tối là con hồi nãy là con nghe con rể của ông á nói là hồi tối hai vợ chồng ngủ không được luôn. Bà con ngủ không được luôn. Dạ, ngủ không được là vì sợ. Ngủ không được là vì sợ hay là vì mừng? Vì mừng quá mà sợ leo, sợ mấy con leo núi này. Dạ. Sợ mệt. Dạ. Thành hơi chậm trễ một chút con à. Dạ. Bị đường khó đi quá. Trời ơi. Đi 2 chuyến 3 chuyến để con đã biết rồi. Dạ. Đó, như ông thấy kìa, trời ơi, trên cái miếng sinh bo rất là nặng luôn. Nặng tì luôn chứ. Đó, mấy anh mấy chú thấy ông cầm cây rửa không? Rinh là không có được nghỉ mệt nha. Chọc vui thôi cả nhà mình. Rồi, chuẩn bị tới rồi. Hôm nay là con chỉ vận chuyển lên thôi, tại vì cái đoạn đường nó quá xa. Dạ, nên vận chuyển hết tất cả các vật tư lên đây. Đêm nay ông với lại bà là phải ngủ ở lại để coi đồ đạc với lại máy móc nha. Dạ, ngày mai là con sẽ dẫn mấy anh thợ lên rồi lắp ráp nhà ở trong ngày mai luôn, có nhà mới trong ngày mai luôn nha. Dạ. Trời ơi, thấy có nhà mới là mặc áo mới luôn cả nhà mình. Bây giờ là mình nấu ăn chưa chưa ông? Còn đói quá đây. Nấu rồi, nấu chín rồi. Nấu chín rồi hả? Còn gạo đủ cho con ăn không? Còn gạo cũng đủ. Dạ, đủ cho con ăn đúng không? Đem theo 2-3 kg nữa, bà đem theo lên. Dạ. Gạo bữa con cắp á. Dạ. Còn bữa con hỗ trợ. Hỗ trợ. Dạ. Chứ ông mà nói bữa con cấp á là người xem người ta tưởng là con đi ăn cắp rồi mới gửi cho ông. Gạo hỗ trợ bữa đó là còn. Dạ. Đem thêm 1-2 kg nữa hồi sáng. Dạ. Thiếu mấy nhân công đồ thiếu ăn á. Dạ. Đem lên thêm. Thì trước khi mà Tiến làm nhà là Tiến nhờ chú Nghi đi xuống báo cho ông với bà để chuẩn bị rồi cả nhà mình. Đó, nên lên trên đây là ông với bà nấu cơm, nấu nước để cho các anh trên đồ á, lên để ăn luôn. Quá dữ dằn luôn ha. Từ nay về sau là ở trên vùng núi này là mình có biệt thự rồi. Có biệt thự là thấy bữa nay là con báo nói bữa nay là đem tôn lại mấy vật liệu lên thì dạ. Chú cũng mừng. Đêm hôm hai vợ chồng ngủ đâu được đâu. Dạ. Mừng quá trời luôn. Rồi ngày mai có nhà mới nha. Ok mới, ok dạ. Ok number one á. Dạ tốt rồi. Hôm nay là ngày thứ hai, các anh thợ đã lên tới nơi và dựng lên cái căn nhà tình thương cho ông cụ bà sống trong hang đá. Cả nhà cũng thấy đó, ông với bà là ở bên trong đang nấu ăn, đang ngồi ăn đó cả nhà mình. Thì hiện tại bây giờ là đã gần 12 giờ trưa rồi, mưa rất là lớn luôn cả nhà. Nên các anh thợ cũng vừa nghỉ tay, tại vì mình làm ở trên rừng núi á, mà mưa như thế này á là điện đuốc vào rất là nguy hiểm luôn. Nên khi nào mà chờ mưa nó tạnh một xíu á là mình mới bắt đầu mình làm tiếp. Hôm qua là cái quá trình mà vận chuyển cái vật tư lên á thì đã xong ngày hôm qua rồi cả nhà. Từ sáng mà tới chiều luôn á cả nhà mình, gần tối luôn á mới xong. Tại vì cái đoạn đường mà rinh các vật tư lên á nó rất là xa, Tiến cũng chia sẻ với cả nhà rồi. Nhất là 4 miếng sinh bo này nè, cái đoạn đường nó rất là xa luôn. Đó, đã dựng lên 4 khung. Cả nhà thấy nó xéo, nó nghiêng vậy thôi cả nhà mình. Tại vì cái khu vực đất này nó lài xuống á. Đây này, cả nhà thấy đất này đất núi á. Nên cả nhà đừng có tưởng là làm cái nhà nó không có được an toàn nha cả nhà mình nha. Ở trên kia nó đã cao rồi thì mình phải làm cái chân nó thấp xuống. Còn ở đây nó thấp á, mình phải làm cái chân cao lên để cho nó đồng đều cái căn nhà cả nhà. Mưa sắp tạnh rồi. Tiến vừa mới đi lên trên đỉnh núi á, Tiến ghi hình ba mẹ con. Nên Tiến không biết là các anh các chú đã ăn chưa. Ông với bà là ngồi đây này cả nhà. Hôm qua là con chào ông ba. Hôm qua là gặp một cái trục trặc thì ông với bà rất là nơm nớp lo sợ luôn cả nhà mình. Tại vì sợ là người ta không có cho dựng cái nhà tiền chế ở trên khu vực rừng núi á. Nên ông với bà rất là sợ luôn. Thì cái cảm nghĩ khi mà ông với bà thấy con vận chuyển các vật tư, và hôm nay con đưa các anh thợ lên tới đây để dựng cái căn nhà cho mình khi mà trời mưa, trời gió, để mình có một cái căn nhà mới mình ở, thì theo ông với bà nghĩ như thế nào? Nghĩ bây giờ là mấy ông bà nghĩ vậy là Mạnh Thường Quân lại nhà hỗ trợ. Con bước chân đến rẫy của ông bà là chú cũng mừng, mà cắt lên một cái chòi chú cũng rất mừng, mừng hơn như trời cho một cục già vậy con. Dạ. Đó, mừng lắm. Dạ. Cái này là cái nhà chứ không phải cái chòi nha. Cái nhà, dạ. cái nhà của chú là hai ông già bà già ở. Dạ. Thành chú rất cảm ơn là nhà tài trợ và là Mạnh Thường Quân. Dạ. Là được dồi dào sức khỏe, tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn để dạ. Sau này để ủng hộ những mấy người nghèo như gia đình ông bà này. Dạ. Trời ơi, thì con ơn. Con nghe con cái hay là chú Nghi đồ nói á, là ngày hôm qua tới ngày hôm nay là ông với bà là ngủ không được luôn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ngủ được mừng quá trời mà ngủ không được luôn. Dạ. Ông bà cứ tù tì cả đêm tối sáng nấu nước trà uống luôn. Mừng quá là mong tới sáng là được có nhà mới thôi. Có nhà mới thôi. Dạ. Thì Tiến cũng vừa chia sẻ với cả nhà, hôm qua là vận chuyển lên á thì có cái vấn đề trục trặc là người ta tới người ta nói là không có được dựng nhà trên rừng núi á, nên bắt buộc ngày hôm qua nó lâu như thế này đó. Vận chuyển đồ lên đây thì họ không có cho làm nhà, bắt buộc là mình phải đưa cái vật tư xuống lại, thì cái đoạn đường nó rất là xa và rất là mệt cho các anh em. nên Tiến cũng đi tới cái nơi làm việc để Tiến xin phép ở bên họ để cho Tiến dựng một cái nhà như thế này để cho ông cụ bà ở. Tại vì ông cụ bà cuộc sống của họ cả nhà cũng thấy đó, rất là khổ luôn, và may mắn là họ đã cho dựng cái căn nhà tình thương này lên. Là ăn mì tôm không phải ăn cái gì hết á. À, là bà lo quá, bà sợ không dựng tròi ở trên đây được đúng không? Bà sợ lo không dựng được á, bà ở về khổ quá con à. Dạ, đó thì cả nhà cũng biết đó. Thì tập video trước Tiến đã chia sẻ với cả nhà, ông với bà có nhà dưới làng, nhà nước cũng hỗ trợ một cái căn nhà tình thương ở dưới làng, nhưng tới hôm nay thì cái căn nhà nó cũng đã cũ và nó dột hết rồi, nên ông với bà là muốn nhường lại cho con cái ở dưới đó. Thì con cái đi làm có tiền thì sẽ tu bổ lại cái căn nhà ở dưới làng, còn ông với bà lên trong hang đá này họ ở là trồng trọt chăn nuôi kiếm tiền lụm đào này kia, tất cả mọi thứ cũng chỉ vì đồng tiền. Và họ rất là muốn là có một cái căn nhà tình thương ở trên đây, là mình đi làm ở trên đây là mình có một cái nơi che nắng che mưa ở trên đây đúng luôn. Dạ, không cần phải về dưới làng nữa. Khi nào mà nhớ con cháu thì 1-2 tuần thì mình về một lần. Dạ. Đó, nên Tiến cũng muốn trình bày cho cả nhà cùng hiểu rõ cái công việc mà từ hôm qua tới hôm nay đó, cái quá trình, cái đoạn đường mà Tiến làm và những cái trục trặc như thế nào, Tiến cũng muốn cả nhà cùng hiểu rõ. Hôm nay là nói chung là mọi thứ cũng đã êm xuôi, con cũng đã giải quyết xong rồi. Giờ chiều nay là mình có nhà để mình che nắng che mưa rồi, mình không còn phải sợ nữa ha. Ráng lo làm kiếm tiền buôn cái máy lạnh nữa là tối ôm nhau ngủ ấm êm cực tình luôn. Nếu ông nói vậy là nếu mà khả năng ông có tiền á thì khả năng là ông chỉ là mua 2-3 con gà nuôi thôi. Dạ. Còn máy lạnh đồ ông già làm sao, ông già là bà già làm sao có tiền là mua máy lạnh. Chỉ là nó đùa coi, nó đùa vui chơi chơi. Dạ. Tưởng có nhà mới rồi làm kiếm tiền mua cái máy lạnh rồi nằm tối ôm ấm êm cục tình luôn chứ. Rồi bây giờ thì ông với bà ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm luôn hả? Chưa ăn cơm với tụi con luôn nha. Chờ lát nữa ăn lại mấy cháu luôn. Dạ dạ. Để thở làm xong rồi ăn luôn. Dạ dạ. Dạ rồi bây giờ con cũng xin phép là con đi ra ngoài kia để con ghi hình những cái thước phim mà các anh thợ làm trong cái quá trình xây dựng ngôi nhà của mình lên nha. Dạ. Bây giờ ông bà cứ ngồi chơi và xem thưởng thức cái công trình mà con đang thi công. Ha, dạ. Thấy công trình mấy ông thợ dựng lên là ông lại bà mừng ghê lắm, còn coi miết còn ngó miết đi qua đi lại miết, ngồi đây coi miết luôn. Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Dạ dạ dạ. Thì sau 2 ngày làm việc cũng đã xong rồi cả nhà mình. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều cả nhà. Các anh thợ đã làm xong và gom đồ đạc lại để rinh xuống núi cả nhà mình. Ông với lại bà là hôm qua giờ thấp thỏm là có nhà mới á, là không ăn không ngủ gì trong vòng 2 ngày luôn cả nhà mình. Đó, cứ xem các anh thợ làm như vậy thôi. Bây giờ tiến tới là để cho ông nêu cái cảm nghĩ khi mà có được nhà mới nha. Này, con gửi ông nha. Rồi. Bây giờ hiện tại cái căn nhà của mình cũng đã xong rồi, thì ông nêu cái cảm nghĩ khi mà ông có nhà mới đi. Cảm nghĩ ông là có nhà mới, ông cảm nghĩ về thứ nhất là ban gì? Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. Lại thứ nhì là lòng nhà hảo tâm của trong nước và ngoài nước. Dạ. Và thứ ba là cảm ơn các thợ. Dạ. Và gia đình là Chàng đi. Dạ. Có chàng đi thì dẫn tới đây làm nhà cho hai bà già ông già là ông không biết làm sao cảm tạ. Bây giờ là ông, nhưng mà ông thấy nhà đẹp không? Thấy nhà đẹp và rất mừng. Rất mừng luôn đúng không? Dạ, ở trên rừng trên núi là cây cỏ màu xanh lá cây, còn giờ cái nhà mình á, là màu xanh nước biển như thế này là nổi trội luôn ha. Dạ. Luôn. Từ nay giờ sau là không còn phải ở trong hang đá nữa ha. Không hang đá nữa con. Dạ. Dạ. Quá đã luôn. Mà chúc cho Mạnh Thường Quân được thành công tốt đẹp, đi đường đi lên đi xuống khỏe mạnh dồi dào. Dạ. Và chúc các lòng nhà hảo tâm cũng dồi dào sức khỏe tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn. Tôi xin thân thành và cảm ơn. Dạ. Thì bây giờ là con sẽ đi một vòng tham quan cái căn nhà này cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng xem nha. Dạ. Đây con. Đây thì bây giờ Tiến sẽ đi một vòng cho cả nhà cùng xem. Tại vì cái căn nhà lúc trước á, cũng có rất là nhiều cô chú anh chị góp ý á, là nhà mình làm phải thêm có cái cánh cửa sâu, lỡ mấy ai mà chơi sóc á, người ta khóa cửa ngoài này cả nhà mình là bị nhốt trong đây luôn. Thì Tiến cũng tiếp thu và mình bổ sung thêm cái cánh cửa sâu. Đó cả nhà thấy không? Bà thì đang quét dọn dẹp cả nhà. Đó cánh cửa sâu rồi cả nhà mình. Tại vì cái vùng đất này á, nó bị lài xuống á, nên bắt buộc là mình làm cái cầu thang á, nó dài nha cả nhà mình nha. Thì cái căn nhà này cũng như mọi căn nhà khác thôi, nó cũng phát sinh thêm một cái cánh cửa ngoài sâu thôi cả nhà mình. Tôn rồi nói chung là tất cả các chất liệu là đều loại tốt hết nha cả nhà mình nha. Đây nè, bồn chứa nước nữa cả nhà mình. Đây nè, người ta đưa cho Tiến cái kệ để bồn này á, nhưng mà thật sự ra nó rất là mỏng nên Tiến không có chịu. Tiến nói thôi không có nhận cái đó cả nhà mình, là họ bớt cho mình một xíu tiền. Rồi Tiến nhờ mấy anh thợ á, làm cái này cho nó chắc chắn luôn. Đó, ống thì cái máng xối từ trên đây nó xối xuống cả nhà. Đó, xuống dưới đây, còn cửa sau kìa. Khi mà ai mà chơi sắt như cô chú anh chị góp ý á, khóa cửa trước á, thì mình có thể mình đi ra ngoài cửa sau. Phía trước mà anh nhỏ cả nhà cũng thấy đó, bà đang lấy cây chổi này. Đó, cây chổi của người đồng bào ở trên vùng núi này cả nhà mình. Họ lấy những cái cây khô á, họ chắp lại thành một cái cây chổi như thế này, rồi họ quét ra thôi cả nhà. Quét rồi mình lấy cái vải á, rồi mình lau chùi nữa cả nhà. Đây nè, cả nhà yên tâm nha, cái miếng xi bo này nó càng thấm nước thì nó càng chắc chắn nha cả nhà mình nha. Đây là cửa sau. Đó, mình đóng cửa sau lại. Rồi, đóng cửa sau lại luôn nha cả nhà. Đây, rất là chắc chắn cả nhà mình. Rồi, khi mà muốn mở ra thì mở ra thôi. Ở bên ngoài á là không có cái móc khóa gì đâu nha cả nhà. Đó, người ở bên trong là họ mở ra thì cánh cửa sẽ được mở thôi. Đây. Có miếng tôn, miếng xốp cách nhiệt nữa cả nhà mình. Cuối cùng thì cũng đã hoàn tất cái căn nhà tình thương mà anh An đã hỗ trợ cho gia đình của ông bà sống trong hang đá. Hôm nay là rất là mừng đúng không ông với bà? Mừng, đúng rồi con. Dạ. Thì mừng, cho con hỏi lại là khi mà dựng lên cái ngôi nhà tình thương này á, ông với bà thấy nó như thế nào? Nó đẹp lắm đúng không? Đúng. Dạ. Nhà ở dưới làng có bằng không? Bằng. Bằng không? Bằng. Bằng hả? Bằng nhà dưới làng luôn hả? Ở đây là hơn bằng, tương tưởng cái bằng gì bằng ở trong làng không có bằng nhà ở rẫy. Thua nhà này xa 134 không bằng ở nhà này đâu. À, nhà dưới làng là thua xa nhà này luôn. Nó lũng hết tùm lum con đồ hư hết luôn. Dạ. Ở chị là mưa ruột không à. Dạ. Vậy là con biết gì hơn hai ông bà. Dạ. Là mừng nhà mối. Bữa dạ. nay là mấy ông thợ, 4 ông thợ xây dựng cho ông già bà già một cái nhà mới là Mạnh Thường Quân. Dạ. Rất cảm ơn chân thành và cảm tưởng, không có gì không có gì nói bằng cái cảm tưởng hơn con à. Dạ. Đó. Bà hồi trưa là không ăn gì luôn đúng không? Không ăn gì mà từ sáng giờ luôn á. Hồi sáng giờ không ăn luôn. Trời ơi, mừng mà tới mức độ đó luôn hả? Đó, nói đúng ra là uống một gói cà phê 2000 á. Dạ. Làm nhất tới giờ luôn này. Dạ, là không ăn gì luôn. Mừng ơi là mừng, mừng thiệt á. Dạ. Đó cả nhà mình. Thì khi mà làm nhà xong á, là con cũng có mua những thứ bao gồm là mền, mùng, chiếu, gối, nệm. Thì ở đây cả nhà thấy đó là Tiếng vừa chảy nệm đây nè. Đó, nệm ở dưới á. Đó. Rồi ở ngoài sau là 2 cái gối nữa, rồi 1 cái mùng, 1 cái mền nữa. Trời ơi, tối nay là ông với bà nằm trong đây là ấm êm cuộc tình luôn. Thì cái căn nhà này là của anh An, ở Định Quán, Đồng Nai. Dạ. Khi mà con đăng cái hình ảnh của ông với bà lên sống trong hang đá, anh rất là thương. Tại vì lớn tuổi mà vẫn phải mưu sinh ở trên núi. Rồi ở trong cái hang đá như vậy rất là nguy hiểm và khổ sở luôn. Nên anh mới nhờ con là gửi cho con một số tiền rất là lớn để dựng lên một cái nhà tình thương này cho ông với bà. Thì bây giờ á, là Tiến xin phép là Tiến đọc cái chi phí ngôi nhà mà anh An ở Định Quán Đồng Nai đã hỗ trợ nha cả nhà mình nha. Thì làm nhà ở đây á, là có miếng xốp cách nhiệt, tiếng làm nhà riêng mỗi căn nhà thôi là 31 triệu. Tiếng thuê xỉ tải 2 ngày là 2 triệu. Bồn chứa nước 500 lít tiếng mua 1 triệu 6. Mền mùng chiếu gối và nệm tiếng mua 1 triệu 350 nghìn đồng. Tiền công của 15 người là 300. Thì hôm qua á, là 15 người tiếng thuê để rinh các vật tư lên núi cả nhà mình là mỗi người 300 ngàn. Tiếng cũng có xin phép mà anh An là hỗ trợ cho mỗi anh là 300 để cái tiền mà công sức của họ cả nhà. Mỗi người 300 là tổng cộng hết 15 người là 4 triệu rưỡi. Tổng cộng hết tiền công và chi phí làm nhà luôn á cả nhà mình là 40 triệu 450 nghìn đồng. Thì anh An có gửi cho Tiến á, là 44 triệu. Tiến lấy 44 triệu Tiến trừ ra 40 triệu 450 nghìn đồng thì nó sẽ còn dư lại là 3 triệu 350 nghìn đồng cả nhà mình. Ở đây thì em cũng xin phép anh An em trích cái số tiền dư này á, em gửi cho ông với bà luôn. Tại vì ông với bà cái hoàn cảnh cũng rất là đáng thương và khổ. Thì ở trên đây có nhà rồi, mình cần có một cái số vốn để mình nuôi gà hay là nuôi con gì thì em cũng xin phép anh là em gửi cái số tiền dư còn lại cho ông với bà luôn, để ông với bà có thể mua gà mua vịt hay là phòng hờ khi bệnh đau ha. Dạ bây giờ là con cũng đã chuẩn bị cái số tiền 3 triệu 350 nghìn đồng. Số tiền làm nhà anh An gửi cho con còn dư đó là con gửi cho ông với bà luôn. Cảm ơn. Dạ bây giờ con gửi luôn nha. Đây con gửi 500, 1 triệu 1 triệu rưỡi, 2 triệu 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Đúng rồi, 3 triệu 2 3 triệu 2. Dạ 3 triệu 3. Rồi đây cả nhà mình, đây là 50.000 đồng nha. Rồi 3 triệu 350.000 đồng. Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn anh An ở Định Quán Đồng Nai. Dạ tôi xin chào anh An và chúc anh An được dồi dào sức khỏe, tốt đẹp hơn để đời sống. Dạ sau này giúp cho người họ như ông già bà già. Dạ xin cảm ơn. Dạ rất là tuyệt vời đúng không ông với bà? Dạ rất là tuyệt vời khi mà gặp được những anh, những chị, các quý bà cô chú Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng yêu thương và giúp đỡ cho những người nghèo khổ giống như hoàn cảnh của ông với bà ha. Dạ đúng rồi. Số tiền này con rất là mong ông với bà sử dụng mua gà nha. Mua gà. Đợt sau con sẽ lên mà con không thấy gà là bắt đền. Dạ bắt đền luôn. Bắt đền luôn, bắt đền luôn. Dạ. Đó, cái này là rất là tốt khi mà mình cầm số tiền này mình mua gà để mình phòng hờ về sau nha. Dạ. Thì bây giờ em cũng xin thay mặt cho gia đình của ông với bà là em xin chân thành cảm ơn anh An ở Định Quán Đồng Nai đã mở tấm lòng vàng yêu thương và giúp đỡ cho hai vợ chồng của ông cụ bà sống trong hang đá. Em không biết nói gì hơn, xin chúc cho anh và gia đình của anh thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Dạ. Hiện tại bây giờ cũng đã gần 5 giờ chiều rồi, thì từ 5 giờ mà đi xuống núi nữa cả nhà mình là xuống đó chắc cũng phải gần 6 giờ. Bây giờ cũng đã tối rồi và con cũng đã hoàn thành trách nhiệm mà anh An đã giao cho con rồi. Con xin chúc cho ông với bà sống trên khu vực rừng núi là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, sống lâu cùng với con cháu nha. Dạ, okay. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ, bây giờ thì con cũng xin phép là tụi con đi xuống núi nha. Dạ, thôi. Tiến cũng khỏe nghe con. Dạ, Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến thì hãy cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến để Tiến có thêm kinh phí để lên núi giúp đỡ các bà con nghèo ở trên vùng núi sâu xa nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.